Kaiju no 8 hay Quái vật số 8 là một bộ manga khá nổi tiếng trong thời gian gần đây, kể về một Nhật Bản ở một thế giới nào đó, nơi mà những con quái vật với đủ các kích thước tồn tại và đe dọa đến cuộc sống của hàng triệu người dân nơi này. Quái vật nhiều như rươi, từ những con nhỏ bé ngang với kích thước của một con người, đến những con có kích thước siêu to khổng lồ ngang những tòa nhà đến những quả núi. Và do phải sinh tồn trong một thế giới khắc nghiệt như vậy, nên nhà chúng ta Kafka Hibino dĩ nhiên phải sở hữu một năng lực chiến đấu với Kaiju cực kỳ mạnh mẽ. Vâng, và dĩ nhiên là Kafka cũng có ước muốn như vậy. Tuy là nhân vật chính, nhưng tay này khá loser khi đã 32 tuổi đầu, nhưng không thể thi đậu và được thi lại vô cùng nhiều lần. Thậm chí nghề nghiệp của anh cũng khá phèn khi chỉ được làm một tay thu dọn xác của những con Kaiju đã tử nạn. Và dĩ nhiên, do là nhân vật chính nên anh cũng đã được tác giả nạp cho tí tiền để tân trang cho profile cá nhân, khi anh là nhân vật đầu tiên sở hữu khả năng biến thành Kaiju. Nghe khá là tự bóp khi biến bản thân thành chính thứ mà cả thế giới muốn tìm cách tiêu diệt. Nhưng sau khi có khả năng ấy, anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Ý là trong dạng Kaiju hoặc bán Kaiju, chứ là người thường thì anh vẫn phèn điên. Vậy thì Kaiju là gì? Và những con quái vật này sở hữu thứ sức mạnh như thế nào mà lại có thể đẩy Nhật Bản vào trong tình trạng SOS? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu và tổng hợp qua video này. Trước khi đi vào nội dung của video hôm nay thì các bạn hãy dành ít phút để cùng mình tìm hiểu về app Xworld. Và đây là số tiền mà mình đã kiếm được sau một thời gian chơi game và hoàn thành nhiệm vụ. Các bạn hãy tải app về, sau đó nhập vào dấu 3 gạch ở góc màn hình và nhập mã giới thiệu BE5MK3 để nhận thưởng. Mã và link tải chúng mình ghim ở phần mô tả nhé. Hiện tại, Xworld đã nâng cấp tính năng mời bạn bè. Nếu trước đây bạn chỉ được nhận thưởng khi trực tiếp mời bạn bè, thì bây giờ bạn sẽ được thưởng mời nhiều cấp. Nếu người bạn của bạn mời thêm nhiều người khác, thì bạn cũng sẽ nhận được thêm khoản chiết khấu lên đến 25%. Như anh em thấy, thì đây là số người mình đã mời và mình đã tích lũy được 1.765 đồng. Đổi ra USD là một số tiền không hề nhỏ. Vậy nên, nếu thấy game hay thì đừng ngần ngại giới thiệu cho bạn bè nhé. Trong video trước, mình cũng đã giới thiệu cho anh em con game nuôi linh thú, dễ chơi, dễ kiếm tiền. Ngoài ra thì có hai con game khác cũng kiếm tiền cực nhanh và tỷ lệ thắng cao là Vô Thoát Hiểm và Chạy Đua Tốc Độ. Với trò Vô Thoát Hiểm, anh em chỉ việc chọn vòng để trốn sát thủ. Mẹo để thắng là chỉ cần xem kết quả của các vòng trước để xem sát thủ vào vòng nào. Vòng sau mình lại vào vòng đó thì tỷ lệ né được sát thủ cũng lên đến 80% rồi. Còn game chạy đua cũng tương tự như game đua ngựa. Anh em chọn nhân vật yêu thích và đặt xu vào, nếu trúng thì được ăn ngay x5 thưởng. Quá ngon luôn. Xworld là app có liên kết với các nhà phát hành game mobile lớn trên thị trường nên các bạn không phải lo về uy tín. Đường link tải app và mã mời mình vẫn sẽ để ở dưới phần mô tả nha. Cảm ơn các bạn. Còn giờ thì trở lại video thôi. Trước khi đi vào Kaiju thì có một số thứ mà các bạn cần phải nắm trước để có thể có được kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để có thể hiểu hơn về hệ thống Kaiju và hệ thống tiêu diệt Kaiju, hay còn được gọi là lực lượng cảnh vệ. Yeah. Và đến đây tôi khá chắc sẽ có thằng cha nào đó cắn vào tay và hét lên Sasageyo rồi lao đến đấm cho lũ Kaiju kia một trận. Đầu tiên là về xếp hạng sức mạnh, trí tuệ và sức hồi phục của Kaiju, được sắp xếp theo thứ tự tăng dần tương ứng với những Kaiju có các chỉ số trên càng lớn thì càng mạnh. Thứ hai là về Henshin biến hình, khi một vài nhân vật có thể dùng các bộ đồ, vũ khí, trang bị tạo ra từ Kaiju nhằm gia tăng sức mạnh cho bản thân. Và cuối cùng là về bộ đồ của lực lượng cảnh vệ, với khả năng tương thích với bộ đồ càng cao, hay nói cách khác là giải phóng năng lượng càng cao thì người dùng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Đừng như cha Kafka khi tỷ lệ chỉ là một con số không tròn chỉnh. Và do trong truyện cũng có rất nhiều những Kaiju chỉ xuất hiện rải rác hoặc không đóng góp gì quá nhiều cho mạch truyện chính, nên video này sẽ chỉ tổng hợp những Kaiju có tên hoặc chí ít là có liên quan đến mạch truyện, nên hy vọng các bạn hãy hết sức bình tĩnh và lưu ý nha. Con Kaiju đầu tiên cũng là con xuất hiện khá sớm trong mạch truyện, chính là một con Kaiju không có tên. Tuy sức mạnh không có gì nổi bật, nhưng con Kaiju này chính là vết mực đầu tiên đặt nên con người mới của Kafka, và cũng giúp anh gặp lại chúc anh đài của đời mình là Mina Ashiro, cũng như góp phần giúp anh đặt thêm chân và quyết định bước vào cuộc đời của lực lượng cảnh vệ. Tuy nhiên do chỉ xuất hiện không kém gì với những con creep nên con Kaiju này không có gì để nói. Kaiju tiếp theo là Kaiju số 8 hay chính là Men nhà ta, và dĩ nhiên do tên nhân vật trùng đét với tên manga nên sức mạnh của Kaiju này hay tất cả các chỉ số khác đều không cần bàn cãi. Tuy xuất hiện khá bốc mùi khi chui thẳng vào vùng Kafka, nhưng Kaiju này mang cho anh khả năng thể chất siêu việt. Đây có thể được coi là cú nổ hũ thần tài 250 số của anh men nhà ta khi anh ôm chuỗi thua của mình tận 8 mùa World Cup. Sau pha nổ hũ này thì anh chính thức trở thành 5 vàng 3 sao khi sở hữu con Kaiju khá vô đối. Tuy sở hữu kích thước khá khiêm tốn nhưng sức mạnh thể chất của Kaiju no 8 là cực kỳ im ba khi có thể phá nát mảng tường để chạy trốn hay có thể tung một đấm thường cơ bản chết một con Kaiju tiểu tốt khi con này tính sực một cô bé, hay dễ dàng biến một bộ phận thành Kaiju để nâng một chiếc xe ô tô. Đồng thời do Kafka đã có cực kỳ nhiều kinh nghiệm khi làm cu ly dọn xác suốt bao nhiêu năm nên anh có thêm khả năng nhìn ra chính xác các bộ phận yếu nhất của Kaiju để tấn công vào đó và dễ dàng chiến thắng. Lần đầu tiên Kafka biến full form của Kaiju và thị uy sức mạnh của bản thân là khi anh bùng nổ sức mạnh của bản thân lên đến 9,8. Điểm số này là cao nhất từ trước đến giờ của một Kaiju. Để cứu vợ của tôi, aka Kikoru, trước một con Kaiju khổng lồ. Lần này, số 8 chỉ cần một đấm duy nhất để phá nát cơ thể của con Kaiju kia. Cơ thể của số 8 cũng cho phép Kafka chịu được những vụ nổ có sức phá hủy với quy mô bằng một thị trấn khi anh đã đấm chay vào một quả bom thịt do những con Kaiju phụ trợ tạo ra ở trận chiến tại trung tâm, chặn được những viên đạn mà không chút sức sát gì, hay khi anh chiến đấu song phẳng với Isao Shinomiya, người đàn ông mạnh nhất nhân loại và sở hữu bộ đồ mang năng lực của Kaiju số 2. Tuy nhiên, khả năng của số 8 sẽ có vài điểm yếu. Dù mang sức mạnh nhưng nó yêu cầu người sở hữu phải biến hình bản thân để có thể sử dụng và rất dễ bị số 8 nuốt chửng nếu không kiềm chế được bản thân mình. Trong trận đấu với Isao, anh đã suýt bóp chết bố vợ của tôi và quét sạch trụ sở tại thời điểm đó, nếu anh không thức tỉnh và lấy lại nhân tính kịp. Tuy nhiên, qua thời gian thì anh cũng đã học được cách điều khiển và làm chủ tốt hơn số 8 để khai thác thêm những tiềm năng của nó. Ta có thể nói tóm lại về sức mạnh của Kaiju này như sau. Sau khi một Kaiju vô danh lọt vào miệng, Kafka có được sức mạnh để biến thành Đại Kaiju hình người, có được những khả năng vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng, sau khi trải qua những cuộc chiến thì anh đã học được cách sử dụng sức mạnh này ở cấp độ cao hơn, cho phép anh thay đổi các bộ phận cụ thể của cơ thể mà không cần biến đổi hoàn toàn. Ngược lại, điều này cho phép anh vẫn có thể giữ trạng thái con người dù một số bộ phận đã được nâng cấp. Tuy nhiên, anh cũng phải đánh đổi về chỉ số tương đồng so với bộ đồ của cảnh vệ do bản chất anh khi này đã là Kaiju. Hình dạng Kaiju của Kafka có chỉ số sức mạnh là 9.8, mức sức mạnh cao nhất từng thấy trong toàn bộ bộ truyện, khiến anh trở thành một trong những Kaiju mạnh nhất từng tồn tại. Anh ta có thể chế ngự các Kaiju khác khá dễ dàng, ngay cả những kẻ mạnh như Kaiju số 9, một tên Kaiju cực mạnh và thông minh, người có chỉ số Fortitude 8.5 mà không hề xỉu tí nào. Kafka đã thể hiện sự khéo léo trong hình dạng mới của mình đến mức anh có thể chống lại các cuộc tấn công dữ dội từ đội phó Soichiro Hoshina và tước vũ khí của anh ta mà không làm anh ta bị thương. Anh thậm chí còn tỏ ra đủ mạnh mẽ để chống lại các cuộc tấn công của Isao Shinomiya, được bọc cả Haki của số 2 và dễ dàng chế ngự một Kaiju đã được xác định số như Kaiju số 13. Có thể nói, số 8 là vô địch về mặt cận chiến. Con Kaiju tiếp theo chính là đối trọng của số 8, Kaiju số 9, một con Kaiju cực kỳ thông minh khi sở hữu trí tuệ cao nhất từ trước đến giờ, sở hữu phong thái chuẩn các chiến lược gia người Tàu khi luôn giữ một cái đầu và cảm xúc lạnh như băng. Về mặt vật lý, sức mạnh của số 9 cũng khá áp đảo khi có thể sử dụng cú bắn móng tay của Task X4 và Golden Spin, nhầm lộn manga. Sở hữu khả năng bắn những viên đạn từ móng tay với sức mạnh đáng kể, đủ để đả thương Kikoru. Nhân vật ngoài việc là vợ tôi ra thì còn sở hữu điểm số tương thích với bộ đồ lớn nhất từ trước tới nay đối với tân binh khi con số lên đến 46%. Giai đoạn giao chiến ở cuộc chiến tiếp theo, tên này còn sở hữu khả năng biến hình khi biến thân thành một người bình thường hết sức hoàn hảo, khiến một tân binh có tiềm năng lớn như Leno cũng không nhận ra và đã hành Leno và Iharu ra bã và suýt nữa thì gạch luôn cái tên Leno ra khỏi bộ truyện. Chưa dừng ở lại ở đó, hắn còn cho thấy khả năng chiến đấu tương đối khi đã trao đổi skill nhẹ nhẹ với Kafka trong dạng Kaiju một tí. Tuy mất khá nhiều phép bổ trợ và thua kèo nặng, phải tốc biến và dịch chuyển vội. Ở lần trở lại kế tiếp, hắn tỏ ra bản thân đã nguy hiểm và lợi hại hơn khi đã hợp nhất với Kaiju kiến và phân thân chi thuật làm hai bản thể. Bản thể thứ nhất chiến đấu với Kikoru, người đã tập luyện và mạnh hơn rất nhiều so với lần đụng độ đầu tiên, và Kafka nhưng chưa biến hình. Kèo này dĩ nhiên số 9-1 đã có thể dễ dàng lấn lướt và đánh trên cơ cả hai người. Nhưng sau khi Kafka biến hình thì khác, kèo đấu bị lật cái bàn 180 độ khi Kafka đã tiêu diệt thành công con thứ nhất. Bên phía con thứ hai, nó từ chối kết hợp với bản thể thứ nhất để học hỏi và mạnh hơn. Nhưng hơi khắm cho nó khi nó lại phải đánh nhau với Narumi, một player nạp khá nhiều tiền khi sở hữu con mắt của Kaiju số 1, khiến anh có khả năng đọc các bước đi của số 9-2 như một cuốn sách và xin luôn tên này cái mạng. Độ thông minh của hắn chưa dừng lại ở đó khi hắn đã lừa tất cả mọi người để nhắm đến Isao nhằm tiêu diệt ông ta, chiếm lấy sức mạnh của Kaiju số 2. Và dĩ nhiên, hắn mạnh đến mức có thể bón hành cho Isao ra bã cho dù ông là nhân vật mạnh nhất của nhân loại. Khả năng cận chiến của hắn khi này đã là vô cùng kinh khủng. Hắn dễ dàng đè bẹp Isao kể cả khi ông đã sử dụng đến chiêu cuối của bản thân. Sau đó vẫn đủ sức để cân ba người là Kafka, Kikoru và Narumi dù chỉ trong một chốc lát. Khi này ba người đã gặp kèo khá là ưng, nhưng mà là ưng cục cắc. Khi rõ ràng nếu lúc đó Isao mà không chống cự bên trong thân xác của số 9 thì bộ truyện có vẻ như đã end ở đây. Ngoài ra trong trận chiến ở những chap mới nhất, số 9 đã thể hiện độ danh mãnh khi tung đầy những con quái vật được đánh số khác nhằm tung hỏa mù để hấp thụ tay sniper mạnh nhất từ trước đến giờ, Mina Ashiro. Rõ ràng với chỉ số dũng cảm 8.5 và hàng loạt sức mạnh nêu ở trên, thì lời nói mở ra một thời đại mới cho Kaiju để săn tìm kho báu Trương Mãn Ly của số 9 là hoàn toàn có cơ sở khi hắn đã sở hữu hầu như mọi thứ từ khả năng hồi phục, sức mạnh hay trí tuệ. Xứng đáng là tên phản diện nguy hiểm nhất toàn bộ truyện. Ngay sau chính diện và phản diện, hãy cùng đến với nước tăng lực number 1, một con Kaiju sở hữu khả năng Sharingan, với đôi mắt có khả năng nhìn ra toàn bộ các điểm yếu của những Kaiju khác, nhìn những rung động thần kinh của đối thủ nhằm dự đoán được bước di chuyển tiếp theo để né tránh hoặc tung ra những đòn tấn công chính xác. Khi bị vũ khí hóa lên người của Narumi thì chính anh đã nâng tầm cuộc chơi khi khiến cho cặp mắt này còn mạnh mẽ hơn nữa với những khả năng khác như có thể cảm nhận được sự chuyển động của các electron, nhiệt độ và sự thay đổi địa hình. Nó khiến anh có thể chiến thắng được số 11 khi hắn đã có khả năng đọc được tất cả các khả năng của đôi mắt ấy nhờ hấp thụ trí nhớ của ngài Isao. Kaiju số 2, một món vũ khí hóa xa xỉ và mạnh mẽ bậc nhất khi nó thuộc về ngài Isao và cũng là lý do khiến cho ông ấy ngủm do thứ sức mạnh này đã bị số 9 nhằm nhè nhắm tới. Trước hết, nói về dạng Kaiju trước. Kaiju này thuộc loại khổng lồ, dễ dàng phá hủy cả một thành phố, có khả năng tăng tầm tấn công bằng cách sử dụng các đòn âm thanh. Ngoài ra, còn là khả năng cosplay em Godzilla khi có thể khạc ra các đòn năng lượng cao từ miệng. Về phần bộ đồ làm từ số 2, bộ đồ này có khả năng giải phóng điện áp siêu cao, thể hiện ở trận battle với số 8 hay số 9. Kết hợp với một nhân vật điên như Isao thì bộ đồ này lại càng mạnh mẽ hơn. Khá đáng tiếc, sau khi Isao chết, nó lại bị số 9 hấp thụ. Tiếp theo là số 4, ở dạng Kaiju thì đây là con có khả năng bay với tốc độ đáng kinh ngạc. Khi ở dạng bộ đồ, nó đã được đánh giá là bộ đồ sở hữu tốc độ nhanh nhất của lực lượng phòng vệ, tạo ra một đôi cánh khiến người sở hữu bộ đồ cũng có khả năng bay lượn. Số 6 được mệnh danh là Kaiju mạnh mẽ nhất mà lực lượng cảnh vệ từng đánh bại được. Thì dĩ nhiên số 6 không hề tầm thường. Cái danh vua Kaiju của nó không phải chỉ để trưng cho đẹp. Sở hữu chỉ số Fortitude là 9.6 và mang khả năng dẫn dắt cả một trận đại hồng thủy cùng với các Kaiju cấp độ cao. Chính trận đại hồng thủy vô tiền khoáng hậu này đã được ghi nhận là thảm họa tồi tệ nhất từng xảy ra và chính nó cũng đã kéo theo mạng sống của Hiraki Shinomiya, và biểu tượng của sự tuyệt vọng này dù có bị vũ khí hóa thì cũng thuộc hàng hạt nhân, khi nó quá mạnh mẽ và nguy hiểm đến mức không ai đủ khả năng hoặc dám sờ vào thứ vũ khí ấy. Tuy nhiên đến cuối cùng, nó lại thuộc về Leno Ichikawa, một tài năng trong các tài năng. Số 10 có thể được gọi là một tay đấm hạng nặng khi khả năng của Kaiju này là cận chiến vô cùng khủng khiếp. Dễ dàng đánh ngang ngửa với một người mạnh mẽ như Hiroshi, và khi biến hình thì đã hành anh ta giả bã. Dù bị chém liên tục vào người, nhưng khả năng phòng thủ của nó lại quá mạnh mẽ. Chỉ khi có sự giúp đỡ của Mina thì Hiroshi mới giữ được cái mạng của anh. Ngoài sở hữu những cú đấm thôi sơn với lực áp đảo ra thì số 10 cũng sở hữu phản xạ thuộc hàng tốt khi có thể né những đòn chém nhanh như thoi của Hiroshi. Khả năng tanh cơ như đã nói ở trên khi có thể tanh được rất nhiều những cú chém. Không chỉ vậy, nó còn có khả năng biến hình khiến bản thân to lên đánh áp đảo Hiroshi và đẩy anh về thế phòng thủ. Ngoài ra, cơ thể còn khá quái dị khi có thể mọc các bộ phận phụ hay thậm chí là cả mắt ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, bắn các móng tay đủ lực để phá hủy các tòa nhà, hay thậm chí có khả năng thao túng tâm lý để điều khiển những Kaiju khác bằng cách sử dụng sóng siêu âm để dẫn đường cho chúng. Tên này đã vô cùng khủng bố rồi, sau khi kết hợp thành bộ đồ cho Hiroshi thì khả năng lại còn khủng bố hơn khi hai con quái vật này đã xì tách với nhau. Tuy mới đầu cả hai không hiểu ý nhau và tìm nguốc như hạch, để rồi ăn đấm lên ăn đấm xuống, nhưng sau khi đã thông nhau, ý tôi là về quan điểm, thì cả hai lại tỏ ra cực mạnh khi một mình cả lìa bản đồ sân bay Châu Phu. Tuy nhiên sau đó họ đã phải đấm nhau với một cạ vô cùng cứng là số 12, một phiên bản Pro VIP hơn của số 10, khi mới bắt đầu đã hành cho cả hai ra bã và dí họ vào thế khó. Nhưng cuối cùng, do tinh thần tin tưởng lẫn nhau cùng một chút búp sạch mà cả hai cũng đã có thể tiêu diệt nốt tên quái vật khó nhằn này. Số 11 chính là một con bài Joker dùng chỉ để đấu với Narumi và cặp mắt số 1 của anh ấy, khi tên này có khả năng counter lại bài đọc chuyển động của số 1. Ngoài ra, khả năng cận chiến của nó cũng rất mạnh mẽ khi đã có thể dễ dàng áp đảo Narumi ở những phút đầu game. Nhưng chỉ như thế là chưa đủ. Sau khi đến late game và Narumi thức tỉnh, khả năng cấp cao hơn của đôi mắt, thì tất cả mọi khả năng hay ký ức của ngài Isao được cấy vào người hắn ta đến thời điểm đó có thể xem là đã bị vứt đi. Hắn dễ dàng bị áp đảo ngược lại và thua một cách nhanh chóng. Số 12 như đã nói ở trên chính là phiên bản bản đồ ánh sáng của số 10, khi hắn không hề để lộ bất cứ điểm bất lợi nào khi đánh nhau với Hiroshi, kể cả khi anh có dùng đồ lạ làm một kiếm. Khả năng phòng thủ của số 12 cũng được thể hiện khi nó có thể chịu được hàng loạt những đòn tấn công phối hợp từ cả Hiroshi và số 10, đến mức phá hủy được cả kiếm và đuôi trong bộ đồ của số 10. Nhưng khá nhọ cho nó khi trong một khoảnh khắc, cái đuôi của số 10 lại dứt điểm nó, khiến nó chết tức tưởi bởi một phiên bản lỏ hơn của mình. Số 13, một kaiju cũng cực kỳ sừng sỏ được chế tạo ra bởi số 9. Về sức mạnh, dĩ nhiên đây cũng là một tên sôi thịt khi có khả năng chiến đấu rất mạnh mẽ. Với việc dễ dàng clear sư đoàn 1 của lực lượng cảnh vệ nhờ sức mạnh Fortitude lên đến 9.2. Ngoài khả năng biến hình đặc trưng của những kaiju tiền bối, nó còn có thể biến cơ bắp của mình to lên để tăng sát thương chỉ bằng cách chạy cardio tại một chỗ. Tốc độ cũng không phải dạng vừa, có thể chạy ngang với một chiếc ô tô rồi biến mất. Sức sát thương rất tốt khi có thể đấm gục một sĩ quan cao cấp của lực lượng phòng vệ, cũng như đấm nứt mặt đất, chịu những vết đạn từ súng máy và phá hủy chúng mà không phải chịu bất cứ sát thương nào. Số 14 xuất hiện với một ngoại hình khá kỳ quái, một hình khối lập phương bay lơ lửng cùng những gương mặt xuất hiện xung quanh. Đây là một kaiju có khả năng bay, sở hữu khả năng dịch chuyển tức thời như phi lôi thần thuật của cụ Minato, khả năng được chính số 9 tính toán để phù hợp khắc chế kèo với Mina khi nó có thể dịch chuyển để né đi những viên đạn chết chóc của cô. Khả năng tiếp theo là biểu hiện cổng thông tin cưỡng bức. Nếu được kích hoạt bởi một lực bên ngoài, số 14 có thể tạo ra một cổng thông tin từ cơ thể của nó ngay cả khi đã chết. Có thêm khả năng bắn những đòn năng lượng từ những khuôn mặt trên cơ thể của nó để gây sát thương năng lượng, và khả năng phòng thủ khi có thể tạo ra các trường điện tử bảo vệ nó khỏi sát thương từ những tên lửa, súng trường tiêu chuẩn từ đội lực lượng cảnh vệ. Sau khi số 14 chết, phiên bản màu trắng của nó xuất hiện, và cũng từ đây chính là cánh cổng để số 9 có thể ngay lập tức xuất hiện ở chỗ của Mina trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, thực hiện mưu đồ hấp thụ cô. Có thể nói, số 14 chính là con tốt thí và là lá bài tẩy để số 9 có thể trực tiếp gây sát thương vào sniper nguy hiểm nhất của bên lực lượng cảnh vệ, và suýt thì nuốt luôn cái mạng của Mina. Kaiju cuối cùng là số 15. Ngoài việc sở hữu ngoại hình cute phô mai que khi nhìn giống hệt vợ tôi, có thể nói là ngoại hình 191 tái ra, thì sức mạnh của Kaiju này cũng rất khó chịu và mạnh mẽ khi được rate điểm Fortitude lên đến 9.0. Số 15 đã tiêu diệt nhiều sĩ quan của lực lượng cảnh vệ mà không tốn tí sức nào, chứng tỏ cho khả năng càn quét kinh khủng diện rộng của nó. Cái mồm của số 15 cũng rất mạnh khi có thể tấn công tinh thần của Kikoru, gợi lên cho cô những tổn thương tinh thần khi bảo cô giống Batman ở điểm nào. Nói cách khác, nó dùng chính sự bất an của Kikoru để tấn công chính cô. Khả năng bay cùng thể chất siêu phàm đã khiến nó có thể đánh ngang ngửa với một con quái vật như Kikoru Shinomiya, dù cho cô đang mặc bộ đồ của số 4. Nó dễ dàng đập toác những tòa nhà bê tông mà không tốn sức lực. Thêm khả năng biến hình, có thể đồng hóa đồ vật xung quanh thành vũ khí như chiếc rìu và bổ nhau với Kikoru. Khả năng hồi phục siêu việt và những đòn tấn công bằng cách phóng ra một chùm năng lượng cực mạnh và dữ dội từ miệng của nó. Các đòn tấn công của nó có thể phân tán theo nhiều hướng khác nhau để tiêu diệt nhiều mục tiêu khác nhau, hoặc phóng ra một chùm tia đủ mạnh để quét sạch ngay lập tức toàn bộ trung đội của lực lượng phòng vệ và phá hủy một tòa nhà chỉ trong một đòn. Ngoài ra, những đòn tâm lý của nó cũng gây cho đối phương thiệt hại, khiến họ ngừng di chuyển và bị mê hoặc. Một kaiju hệ phù thủy có thể thao túng tâm lý con mồi. Và trên đây là toàn bộ những kaiju đã xuất hiện trong bộ manga và toàn bộ sức mạnh của chúng tính đến thời điểm tôi làm video này là chap 101. Có thể những thông tin ở trên sẽ còn có những thiếu sót hoặc sai sót nhỏ do sức mạnh của các kaiju là khổng lồ. Nên nếu có sai sót ở đâu thì mọi người hãy vui lòng góp ý xuống phần bình luận để chúng ta có thể cùng biết thêm nhé. Còn giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để nhận được thông báo và hãy đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!